Thưa quý vị và các bạn, năm 2014 đi qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân huyện Bắc Mê đã giành được những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội. Thành quả đó là tiền đề để Bắc Mê vững tin bước vào năm mới, năm Ất Mùi 2015 với khí thế mới, tâm thế mới. Phóng sự của phóng viên Hoàng Tre và Duy Quang mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội của huyện, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, sự quản lý điều hành linh hoạt, quyết liệt của các cấp, các ngành và sự nỗ lực, cố gắng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự đổi mới tư duy, phương thức lãnh chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương đã bám sát diễn biến tình hình, kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phát huy được các nguồn lực xã hội, phục vụ cho mục tiêu phát triển, nên tình hình kinh tế xã hội của Bắc Mê tiếp tục được duy trì ổn định và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong cái thời gian 2014 vừa qua tổ chức thực hiện, tôi cho rằng là đã thắng lợi. Như thu ngân sách huyện đã hoàn thành vượt mức với chỉ tiêu của tỉnh giao là trên 130%. Đây là một cái tôi cho rằng là dù khó khăn kinh tế phát triển của tỉnh, của huyện, của trung ương như vậy, nhưng mà đánh giá được cái số thu ngân sách, đây là có một cái chỉ tiêu tôi cho rằng là huyện vẫn còn có cái bước phát triển tốt. Và một số cái chương trình chỉ tiêu như là về lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, về các đề án chương trình thì chúng tôi tổng kết thì hầu như tất cả các chỉ tiêu đề án như là đề án về phát triển cây đậu tương hàng hóa, về lúa ngô hàng hóa, đặc biệt là đàn châu bò. Huyện chúng tôi tập trung cao độ tổ chức thực hiện đánh giá kết quả cái đề án này, tôi cho rằng là hết sức là thành công. Mặc dù khó khăn thời tiết khí hậu như vậy thì đây là một sự cố gắng lớn đối với huyện cũng như là cán bộ công chức viên chức, đặc biệt là người nhân dân đã vào cuộc và tin tưởng vào sự lãnh đạo chung của huyện. Trong nông nghiệp ở Bắc Mê năm qua đã có bước chuyển mình rõ nét, đó là người dân đã thay đổi nhận thức trong chuyển đổi cơ cấu mùa vụ. Họ đã chủ động tích cực gieo cấy vụ xuân và cây vụ ba, đẩy mạnh thâm canh cây lúa, đưa cây ngô lai và một số cây trồng khác xuống chân ruộng một vụ, đã nâng cao được hệ số quay vòng sử dụng đất, biết ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bố trí cơ cấu cây trồng theo quy hoạch, quy trình hợp lý, đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2014, cấy được 2.667 ha lúa, tăng 11,5% so với năm 2013, trồng được 5.093 ha ngô. Bằng những nỗ lực của huyện và các cơ quan chuyên môn, năm qua Bắc Mê tiếp tục đạt được năng suất và sản lượng cây lương thực trên 30.490 tấn, đã đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Đặc biệt, từ khi huyện thực hiện chương trình hỗ trợ cho nông dân ở các xã mua máy cày, bừa để làm đất, thấy hiệu quả, người dân đã đầu tư mua thêm và đến nay toàn huyện đã có hơn 1.000 máy cày, bừa các loại. Đây là bước tiến của Bắc Mê trong việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Khi đưa cơ giới hóa vào sản xuất vừa nhanh, vừa kỹ và đảm bảo gieo cấy theo khung thời vụ đã làm thay đổi nhận thức của người dân. Nét chuyển đổi đáng chú ý nhất là để quá trình làm đất bằng máy thuận lợi hơn, một số hộ dân đã đầu tư thực hiện chương trình dồn điền, đổi thửa. Đi đầu của phong trào này là thôn Nà Xá, xã Yên Định. Tại đây, 21 hộ dân đã tự đầu tư thuê máy cuốc để phá bờ, san ruộng, dồn điền được trên 3 hecta. Trước kia là thửa bé quá, làm máy khó lên xuống, bây giờ được 13 thửa. Tôi làm thành 4 thửa to này, rất thuận lợi. Đấy. Mà bà con trong thôn người ta rất đồng tình ủng hộ, hưởng ứng về làm cái mô hình dồn điền đổi thửa này. Chi bộ và nhân dân thôn Nà Xá cũng tổ chức họp thôn, triển khai cái chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước cho nhân dân hiểu về cái chương trình dồn điền đổi thửa này nó lợi ra làm sao. Đấy. Và sau này hiệu quả về sau này như thế nào thì cho nhân dân hiểu và cho nhân dân triển khai. Thế là cuối cùng thì cũng có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện thì nhân dân rất là đồng tình ủng hộ và đa số là nhân dân tự làm. Bên cạnh cây lúa, cây ngô, huyện còn vận động nhân dân trồng được trên 1.900 ha cây đậu tương, tăng 10,7% so với năm 2013. Việc dân tham gia thực hiện gieo trồng cây đậu tương với diện tích lớn là người nông dân ở Bắc Mê đã chuyển biến về nhận thức trong phát triển nông nghiệp. Họ đã thấy được hiệu quả kinh tế của trồng các loại cây có giá trị hàng hóa.
Một nét mới nữa của sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mê là người dân ở các xã đã chủ động hơn trong việc đưa các loại rau đậu vào gieo trồng vụ đông xuân và đã góp phần tăng thu nhập cho các hộ dân. Chăn nuôi cũng là một thế mạnh và chiếm một tỷ lệ rất đáng kể trong nguồn thu nhập của người dân trong huyện. Đến nay, 100% số xã đã trồng cỏ chăn nuôi. Theo đó, đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi trâu bò hàng hóa. Từ các mô hình phát triển chăn nuôi các loại gia súc ngày càng có quy mô lớn. Vì vậy, năm qua, huyện Bắc Mê, lĩnh vực chăn nuôi vẫn được duy trì và phát triển ổn định. Tổng đàn gia súc của toàn huyện đạt trên 76.700 con, trong đó đàn trâu, bò có gần 18.000 con. Ngoài ra là đàn lợn, đàn dê. Năm 2014, huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đảm bảo tăng trưởng ổn định. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đã bố trí và huy động được 31 tỷ 419 triệu đồng tiền vốn và 100 tấn xi măng của các chương trình, dự án, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ. Tổ chức được 71 lượt gia quân, huy động nhân dân đóng góp hơn 8.100 ngày công, hiến trên 8.100 mét vuông đất để xây dựng nông thôn mới. Năm 2014, tất cả 13 xã đã hoàn thành từ 2 đến 3 tiêu chí trở lên. Riêng xã Yên Định đến nay đã đạt 13 tiêu chí. Đối với xã, năm 2015 này thì tiếp tục thực hiện trên phạm vi toàn xã sẽ đạt được cái kết quả là thực hiện xong 19 tiêu chí. Đối với người dân thì hiện nay cũng đã hiểu và trong công tác tuyên truyền vận động của các đảng bộ cũng như là các đoàn thể nhân dân từ thôn bản cho đến xã, người dân cũng đã hiểu được cái việc xây dựng nông thôn mới là phục vụ chính cho gia đình, cho cá nhân từng hộ gia đình. Thì đây cũng là cái tiền đề để chúng tôi bước vào năm 2015 đạt kết quả cao hơn so với năm 2014. Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ thì tại trung tâm huyện lỵ, kết cấu hạ tầng cơ sở đã và đang được tập trung xây dựng, từng bước được hiện đại. Đó là các cơ sở dịch vụ nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, cửa hiệu đang phát triển, đã làm cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, huyện đã duy trì tốt hoạt động của mạng lưới chợ phiên ở các xã, thị trấn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cả năm 286,5 tỷ đồng, tăng 12% so với năm ngoái. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 87 tỷ đồng, tăng 58,3% so với năm 2013. Ngay từ những ngày đầu năm 2015, huyện Bắc Mê đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư của tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến Đầu tư lần thứ nhất năm 2015. Bắc Mê là một địa phương có rất nhiều tiềm năng như cảnh quan thiên nhiên đẹp, đất đai trù phú, phù hợp cho nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, đặc biệt có tiềm năng về khoáng sản. Đó là điều kiện thuận lợi để Bắc Mê thu hút du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, xây dựng thủy điện, phát triển các loại cây trồng đặc hữu như cây dược liệu, phát triển chăn nuôi. Hội nghị đã thu hút được nhiều nhà đầu tư với số vốn đăng ký gần 300 tỷ đồng. Việc tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến Đầu tư lần thứ nhất năm 2015 hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cơ hội cho huyện phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tôi thấy đây là một cái ý tưởng rất hay và rất là, và tôi nghĩ là đây cũng là một hội nghị mà đến dấu này tôi đã thấy là rất thành công. Đấy, là có gần 200 đại biểu từ các huyện bạn rồi các cái tỉnh bạn đã đi về đây tham dự. Và đây là một cơ hội để các doanh nghiệp của các huyện cũng như các cái huyện bạn đấy, có cơ hội để giao lưu, để mình hiểu rõ hơn về cái tiềm năng cơ hội để của huyện nhà. Để sau đó có thể chia sẻ được cái thông tin để mà tìm ra được cái hướng để đầu tư vào huyện. Từ kết quả giành được từ một năm qua, với khí thế của một mùa xuân, Bắc Mê tự tin bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2015 với những kế hoạch đã được Đảng bộ huyện xây dựng. Thứ nhất là phải tập trung chỉ đạo để ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và tiếp tục thực hiện tốt cái chỉ thị 09 về đổi mới tác phong lề lối làm việc của cán bộ đảng viên các cấp các ngành của tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện. Thứ hai thì trong cái sản xuất chỉ đạo nông nghiệp thì tiếp tục là cái tổ chức lại sản xuất cho người dân, và trong cái việc chỉ đạo thì sẽ vận động nhân dân là tăng cái hệ số sử dụng đất. Một cái nhiệm vụ chúng tôi cũng cho rằng đây cũng là một cái quyết tâm
đó là phải tập trung cái chỉ đạo trong cái việc xây dựng cái nông thôn mới, trong đó là sẽ triển khai ở các xã và tập trung cái đối với cái xã Yên Định và xã Yên Phong, trong đó thì sẽ cố gắng là các cái xã đó với cái khả năng lồng ghép cái nguồn lực trên địa bàn huyện thì cũng và cái nguồn lực cũng khó khăn, thì chúng tôi cũng quyết tâm là đối với hai cái xã này làm sao là tăng thêm được khoảng 2 đến 3 cái tiêu chí. Bước sang năm mới, xuân Ất Mùi, xuân con dê với khí thế mới. Tin rằng Bắc Mê sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu kế hoạch của năm 2015 và từng bước trở thành là một trong những huyện phát triển mạnh của tỉnh.